Vừa qua, hình ảnh mới nhất của 4 thành viên nhóm BTS là RM, Jimin, V và Jungkook khi đang trong quân ngũ được tiết lộ khiến các fan không khỏi phấn khích. Trước đó, ngày 22 tháng 11, Big Hit Music cho biết các thành viên BTS gồm RM, Jimin, V và Jungkook đã bắt đầu quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo thông báo này, 4 thành viên đã chấm dứt việc hoãn nhập ngũ và bước vào giai đoạn thực hiện nghĩa vụ quân sự của mình. Thành viên BTS là Jin và J-Hope đã nhập ngũ vào cuối năm trước và hiện đang tại ngũ. Suga đã được chỉ định làm nhân viên xã hội để thực hiện nghĩa vụ quân sự vào tháng 9 năm ngoái. Trước đó, vào ngày 17 tháng 11, cả 7 thành viên BTS được cho là đã bán toàn bộ cổ phiếu High Level. Theo dự kiến, các thành viên của BTS sẽ phục vụ trong quân ngũ trong vòng 18 tháng. Cả nhóm và công ty quản lý Big Hit Music hứa rằng họ sẽ quay trở lại và tiếp tục hoạt động với đầy đủ thành viên khi xuất ngũ vào tháng 6 năm 2025. Nhóm nhạc BTS cho biết họ đã chuẩn bị nhiều nội dung đa dạng dành cho những người hâm mộ cuồng nhiệt của nhóm đang chờ đợi sự trở lại của nhóm.